Hennie nhận chỉ trích khi dùng danh xưng Á hậu Paris sự kiện. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Á hậu Hoàng vũ thế giới, Hennie. Chủ tịch Miss Universe vốn chưa chính thức công nhận nàng hậu nổi tiếng giản dị này bị chê hám danh. Đối với fan sắc đẹp Việt Nam, thành tích top 5 Miss Universe 2018 của Hennie vẫn luôn là niềm tự hào và là kỷ lục khó ai có thể xô đổ được. Đồng ý rằng chúng ta luôn muốn đại diện nước nhà có thành tích càng cao càng tốt, nhưng nhiều khán giả lại cho rằng việc nàng hậu lập tức dùng cái tên vốn chưa được công nhận đi chạy sâu là chưa được phù hợp. Trong một sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hennie đã xuất hiện lộng lẫy cùng thiết kế đầm trắng bồng bềnh cùng chiếc vương miện quyền lực. Thế nhưng điều khiến công chúng băn khoăn nhất là màn giới thiệu của MC khi sướng tên Hennie. Theo đó, nàng hậu được giới thiệu với danh hiệu Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018. Khán giả còn thấy rõ dòng chữ Á hậu ba được in đậm rõ nét trên màn hình lớn phía sau. Ai nấy đều thắc mắc tự hỏi liệu Hen có đang ô rề, làm lố và sử dụng bừa bãi một danh xưng hay không. Có người bênh vực cho rằng đây là lỗi của MC và ban tổ chức, nhưng thiết nghĩ nếu phía nàng hậu và công ty chủ quản không đồng ý xác nhận thông tin thì làm sao họ dám tự phong danh hiệu cấp quốc tế cho một người đẹp được. Chưa kể đây còn là một sự kiện cực lớn từ hãng xe ô tô nước ngoài. Trước đó vài ngày, mạng xã hội rộ lên đoạn clip của chủ tịch Miss Universe bà Paula Sugat. Theo đó, trong một talk show, bà đã kể về câu chuyện truyền cảm hứng của Hennie với những thành tích của nàng hậu. Nữ chủ tịch tự hào nhận xét cuối cùng, cô ấy chiến thắng Hoa hậu tại Việt Nam và tôi nghĩ cô ấy chính là Á hậu 3 Miss Universe. Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, nhiều trang tin tức nghiễm nhiên công nhận đây là danh hiệu Á hậu 3 và thậm chí Hennie còn dí úp lại trên trang cá nhân với thái độ tự hào. Việc Hen xúc động là điều dễ hiểu bởi không phải ai cũng có vinh dự được bà chủ tịch cuộc thi nhớ đến và công khai dành nhiều lời khen như vậy. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của bà Paula. Bà nói rõ là tôi nghĩ rằng chứ không phải công nhận rằng. Bên cạnh đó, điều này cũng không đồng nghĩa với quyết định của toàn bộ cuộc thi. Hơn nữa, năm 2018 chỉ có danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2, hai vị trí còn lại chưa bao giờ được chính thức công nhận là Á3 hay Á4 cả. Nhiều khán giả cho rằng truyền thông nước nhà dường như vì quá vui mừng nên đã tâng bốc quá đà. Họ dễ dàng đánh cháo khái niệm giữa ý kiến cá nhân cho rằng với việc ban tổ chức công nhận rằng để rồi ở đâu cũng giật tích chủ tịch cuộc thi công nhận hoa hậu nhà ta là Á hậu quốc tế nên hành động vội vàng chia sẻ bài viết về trang cá nhân ăn mừng lấy danh xưng Á hậu quốc tế đi dự sự kiện của Hen khiến một số khán giả cảm thấy thất vọng. Liệu rằng người đẹp đang khao khát một danh hiệu đến vậy hay do fan đã kỳ vọng quá nhiều? Đối với người hâm mộ, từ trước đến nay Hen vẫn luôn gắn liền với hình ảnh nàng hậu chân chất thật thà, chất phác chưa bao giờ hám danh. Thậm chí suốt cả nhiệm kỳ, cô chẳng mấy khi đội vương miện đi sự kiện tham gia show để cho thấy sự giản dị, thân thiện của mình. Nên khán giả mong rằng nàng hậu sẽ giữ mãi sự trong sáng ấy, đừng để vì một danh xưng hữu danh vô thực mà ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân dày công xây dựng bấy lâu nay. Suy cho cùng, nếu không phải top 3, đặc biệt không được lên ngôi hoa hậu thì danh hiệu Á hậu 3, 4 hay 5 thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ánh hào quang dành cho chiến binh tài giỏi, xinh đẹp, mạnh mẽ và may mắn nhất chứ không thể nào chia đều cho tất cả các cô gái được. Nếu vậy thì ai còn muốn đi thi nữa? Chưa kể những danh xưng này cũng chẳng có giá trị ở quốc tế bởi các người đẹp không được ban tổ chức chiêu mộ hay tham gia các hoạt động thi xong và trở về nước. Vậy thì cố để gắn cho mình một chiếc danh ảo để làm gì? Thú thực đến cả một quốc gia yêu hoa hậu như Việt Nam, nơi có hàng ngàn cô được đội crown, những người đá một Á2 sau này còn dễ bị lu mờ. Á hậu 3 là một danh hiệu tình thương rồi thì làm sao nước ngoài, những quốc gia vốn chẳng mấy bận tâm cuộc thi nhan sắc sẽ công nhận. Nên thiết nghĩ khán giả lẫn các người đẹp xin hãy bất kỳ vọng vào những danh hiệu. Chúng ta không nên ngồi xuống tranh cãi cả ngày về những danh xưng sau các cuộc thi, bởi nếu nó thực sự có giá trị và được thế giới công nhận thì tự khắc người đẹp đó sẽ nhận được hào quang xứng đáng. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, so your style.